Hi, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm, đó là mô hình súng bắn tỉa M200. Mình sẽ lấy những viên phấn nhỏ để làm đạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lấy những viên sỏi để làm nhé. Lên đạn. Mình sẽ nhắm bắn ở khoảng cách xa hơn. Súng M200 có tên gọi đầy đủ là Chaitec M200, là một trong những khẩu súng bắn tỉa lợi hại của Mỹ. Súng này có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 2 cây số. Để làm được mô hình này, các bạn cần chuẩn bị 3 bộ lắp ghép và một ống nhựa nhỏ như thế này để làm nòng súng. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình ha. Chúng ta bắt đầu làm thôi. Đầu tiên là các bạn vẽ hình súng M200 như thế này để cho dễ làm. Chúng ta ghép 3 tấm dẹp 25 lỗ lại với nhau. Ở mặt phía bên tay phải thì chúng ta ghép 2 tấm dẹp 25 lỗ để chừa chỗ trống để làm chỗ lên đạn. Chúng ta cố định nòng súng bằng các ốc vít dài, tối thiểu là 4 ốc vít dài. Cố định càng nhiều ốc vít dài thì khẩu súng nó càng chắc chắn. Các bạn chuẩn bị một thanh sắt dài như thế này để làm bộ phận đẩy viên đạn. Thanh sắt này được mình lấy từ cái móc phơi quần áo nha các bạn. Đây là miếng da được mình lấy từ cái ống bơm kim tiêm hay còn gọi là ống xi lanh. Các bạn cũng có thể lấy những đồ vật khác tương tự để thay thế. Đây là một tấm nhựa
được mình sưu tầm và cắt ra phải đảm bảo là nó có hình chữ L như thế này. Ta dùi thêm một lỗ ngay tấm nhựa để ta làm cò súng. Ta tháo con ốc dài này ra, di chuyển về phía trước. Những chi tiết này ta sử dụng keo nến bởi vì quặng ốc nó không có đúng khớp. Như vậy là ta đã hoàn thành xong một cơ chế quan trọng của khẩu súng. Bây giờ chúng ta làm bán súng.
Đây là bộ phận tay cầm của súng. Hộp tiếp đạn bao gồm 2 thanh 9 lỗ ở trước, 2 thanh 11 lỗ ở sau và 2 thanh 6 lỗ ở hai bên. Đây là bộ phận bảo vệ cò súng, bao gồm thanh 9 lỗ và thanh 6 lỗ. Các bạn sử dụng giấy cắt tông để làm ống nhắm. Nếu như các bạn có dụng cụ gì đẹp hơn và thẩm mỹ hơn để làm ống ngắm thì cũng rất là ok. Sử dụng keo nến để dán phần này. Đây là bộ phận giá đỡ của súng, bao gồm 1 thanh 11 lỗ và 2 thanh 7 lỗ cho mỗi bên. Ta sử dụng giấy dán hộp tiếp đạn như thế này để cho đỡ rối mắt. Video của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn nhé.